Kênh của mình hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái món mực xào chua ngọt. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình là mực. Mực này mình mua 1 ký mực về mình là làm sạch sẵn hết rồi nè. Còn được nhiêu đây nè các bạn. Rồi đi kèm với cái món mực xào chua ngọt đó thì mình có là khóm, cà chua, dưa leo và hành tây. Rồi cùng đó là tiếp theo đó là hành động, gừng, hành tím, tỏi với ớt, rồi những gia vị thông thường nữa nha các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiến hành mình bằm gừng với hành tỏi cho mình ướp mực. Rồi sau khi mình bằm tỏi với gừng với hành tím xong rồi, giờ mình ướp mực nha các bạn. Rồi đầu tiên ướp mực thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô. Rồi cho cái phần mực này vô tô. Rồi tiếp theo mực đó là các bạn cho vào một chút xíu bột ngọt. Đường các bạn cho vào khoảng một muỗng cà phê đường. Hạt nêm khoảng một muỗng cà phê hạt nêm. Và tiêu khoảng một nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi cái phần gừng băm thì các bạn cho hết cái phần gừng băm vô. Rồi thêm một chút xíu hành tím, một chút xíu tỏi băm. Chúng ta trộn cái hỗn hợp này lên. Trộn hỗn hợp này đều lại rồi các bạn để khoảng 10 phút cho mực mình nó thấm với gia vị. Rồi sau khi mình trộn đều cái phần mực này thì mình để khoảng 10 phút nha các bạn. Để qua một bên 10 phút cho thấm gia vị. Rồi, trong khi chờ đợi mực thấm thì mình sắp cái phần cà chua với khóm với leo. Cà chua các bạn sắp muối như vậy nè. Rồi sau khi cái phần cà chua khóm với dưa leo mình sắp xong rồi, mình sắp luôn cái phần hành tây này nha các bạn. Hành tây này các bạn cũng sắp muối luôn. Hành tây này nó nhanh chín lắm, các bạn cũng sắp muối. Nó cũng to to chút, cũng đừng sắp nhỏ quá. Rồi cái phần hành lá này các bạn cũng sắp hút luôn. Sau khi các nguyên liệu của mình chuẩn bị xong hết rồi và mực của mình nãy giờ nó cũng thấm rồi, giờ mình bắt bếp lên mình xào nha các bạn. Sau khi mình bắt bếp lên rồi, chảo nóng rồi mình cho vào khoảng một muỗng canh dầu ăn.
Rồi dầu nấm rồi các bạn cho cái phần hành với tỏi bằm vào, mình phi cho nó vàng. Rồi cái phần hành với tỏi mình phi vàng rồi, giờ mình cho cái phần mực vào mình xào. Các bạn cho mực xào, các bạn xào rồi với lửa lớn cho mực nó vừa tăng lên là mình vớt ra. Rồi cái phần mực mình xào nó xong rồi, giờ mình vớt cái phần mực này ra nha các bạn. Với cái phần mật ra mà cái phần nước của mình chừa lại đang mình xào khóm. Rồi mình để qua một bên. Rồi mình cho cái phần khóm vào. Mình xào cái phần khóm này cho nó săn cái phần khóm này rồi. Mình cho tiếp cái phần dưa leo vào. Các bạn xào cho nó tăng cái phần dưa leo này lại rồi. Rồi cái phần mình tiếp tục mình cho cái phần cà chua vào. Rồi sau khi cái phần cà chua đồ cho vào đầy đủ hết rồi, mình nêm nếm lại nha các bạn. Vì hồi nãy là mình chỉ ướp vừa ăn có các phần mực thôi, và bây giờ là các bạn cho thêm một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng đường, một muỗng hạt nêm. Rồi các bạn có thể nêm lại. Cái phần nêm nếm này thì cũng tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Vừa xào vừa ăn rồi đó. Rồi mình cho cái phần hành tây vào. Phần hành tây của mình nó cũng nhanh chín lắm. Mình đảo đều xong rồi mình cho cái phần mực của mình vào luôn. Cái phần cộng hành mình cho vào luôn. Phần ớt thì mình để mình cắt lát, mình để trang trí trên mặt. Nếu các bạn ăn cay thì các bạn cũng có thể cho ớt vào xào lên cho nó có vị cay cay. Còn nhà mình thì có bé nhỏ nên nhà mình không có cho cay nhiều.
Rồi xong đó, cái phần của mình xào chua ngọt của mình nó chín rồi đó. Bây giờ rồi sau khi mình múc cái dĩa, mình trang trí lên vài lá ớt, rồi mình cho lên chút xíu tiêu nữa cho nó thơm. Rồi như vậy là món mực xào chua ngọt của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bỏ ra chút xíu thời gian mà các bạn làm món thay đổi khẩu vị cho gia đình mình thì cũng rất là ý nghĩa đó các bạn. Chúc các bạn thành công nha, hẹn gặp lại các bạn.